Và đây là mặt tiền phía trước của căn biệt thự này. Nhà có hai cổng. Khu vực bên đây thì là để gara xe hơi, và trong gara xe hơi cũng có phòng vệ sinh. Và đây là lối đi vào của căn biệt thự này. Cổng thì được chủ nhà làm hợp kim, nhôm đúc và được mở tự động. Xung quanh được chủ nhà gắn camera giám sát rất là an ninh quý vị nhé. Và đây là mặt tiền trên của căn nhà này. Một villa góc hai mặt tiền được thiết kế xây hai lầu, kiến trúc tân cổ điển, được chủ nhà đắp phào chỉ bốn xung quanh luôn quý vị nhé. Một căn biệt thự rất là tâm huyết. Chủ nhà sử dụng nội thất cao cấp từ trong cho tới ngoài. Quý vị cùng Hồng Sơn tham quan khám phá chi tiết căn biệt thự này. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Bình Dương, đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà kênh YouTube review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem. Cổng được chủ nhà làm hợp kim, nhôm đúc và được mở tự động. Xung quanh thì đều có camera giám sát điều khiển từ xa. Và sân trước này mình có thể để thêm được hai chiếc xe hơi ở đây quý vị nhé. Ở trên thì đã được lợp mái che đầy đủ rồi. Bên đây thì có lối đi bên hông của gara xe hơi đi vào. Đấy quý vị. Vị trí này thì mình nhìn thấy đối diện căn nhà là cũng căn nhà biệt thự hết quý vị nhé. Và ở đây là có những lối đi vào trong nhà. Hai bên thì được chủ nhà làm lan can cũng bằng hợp kim nhôm đúc. Cổng chính thì được chủ nhà thiết kế bốn cây cột ở đây quý vị, hai cột vuông và hai cột tròn. Một căn biệt thự rất là đồ sộ, tọa lạc phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bên đây thì mình có một cái chòi, một cái vọng lâu ngồi uống trà, uống cà phê. Bên đây quý vị này, đây quý vị nhé. Bây giờ mời quý vị vào trong để ta tham quan chi tiết ở trong. Mặt tiền ở đây thì được chủ nhà làm cửa bằng gỗ gõ đỏ tự nhiên. Ở đây thì có gắn đèn chùm đầy đủ này. Và bên đây thì hệ thống gỗ đa số là gỗ gõ đỏ tự nhiên hết quý vị nha. Di chuyển ở trong đây là khu vực phòng khách. Ở đây thì sẽ có hai cái bình, hai cái lục bình khá là lớn đây quý vị. Và bên đây là khu vực phòng khách, bàn ghế này. Tất cả đều là gỗ gõ đỏ được chọn lọc dát vàng. Trên đây có đèn chùm quý vị nhé. Đây là cầu thang lên trên này. Nhà có phòng ngủ tầng trệt luôn quý vị. Mình xem hết khu vực tầng trệt rồi ta lên lầu trên tham quan chi tiết ở trên. Đây có lối đi bên hông này, cũng được làm gỗ gõ đỏ hết quý vị nhé. Trong đây là khu vực bếp ăn, khu vực phòng bếp này quý vị. Bên đây là phòng ngủ tầng trệt này. Đây mình có phòng ngủ tầng trệt rộng rãi đây quý vị nhé. Tổng nhà này có bốn cái phòng ngủ chính quý vị, một phòng ngủ phụ và phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau và sân thượng trên dưới. Tất cả nội thất đều sử dụng nội thất cao cấp hết quý vị nhé. Nội thống, hệ thống đồ gỗ thì đều chủ nhà làm gỗ gõ đỏ tự nhiên. Nhà chủ nhà xây tường 20, cửa sổ hai lớp. Đây có sân sau ở đây quý vị. Và đây là phòng vệ sinh tầng trệt này. Gương soi cũng được chủ nhà làm hợp kim, nhôm đúc. Bên đây khu vực phòng tắm có vách ngăn bằng kính cường lực. Và nội thất từ bồn cầu, chậu rửa. Tất cả đều là nội thất cao cấp hết. Căn biệt thự này đang được chủ nhà giảm giá chỉ còn 25 tỷ đồng là quý vị sở hữu một căn biệt thự gỗ gõ đỏ và dát vàng cực đẹp như thế này rồi. Quý vị có nhu cầu đi xem, liên hệ với kênh YouTube Nhà đẹp 2024 Nhà đất Bình Dương qua số điện thoại 0983 155 009. Và đây là khu vực lầu trên. Lầu trên có phòng khách ở đây quý vị nhé. Phòng khách ở đây. Và ở bên thì sẽ có hành lang bên hông
Lầu này có 3 phòng ngủ, trong 3 phòng ngủ thì đều có phòng vệ sinh riêng trong phòng và có nội thất cơ bản hết như thế này quý vị này. Căn nhà này lúc trước được chủ nhà chào bán với mức giá 42 tỷ đồng. Bây giờ giảm giá lên tới 17 tỷ, chỉ còn 25 tỷ đồng. Cô chú anh chị xem được video này, nếu có nhu cầu, alo trực tiếp cho Hồng Sơn qua số điện thoại 0983 155 009 để đi xem trực tiếp căn biệt thự này. Đây là khu vực phòng thay đồ. Phía trong đây là khu vực phòng vệ sinh. Bên đây thì có gương soi quý vị này. Căn biệt thự có địa chỉ phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vị trí nằm gần với khu Hiệp Thành 3, gần với đường Mỹ Phước, Tân Vạn, gần với quốc lộ 13. Phòng ngủ khá là rộng rãi quý vị nha. Lầu này có tới 3 cái phòng ngủ, tất cả xung quanh đều được ốp gỗ gò đỏ tự nhiên hết quý vị. Và đây là phòng ngủ tiếp theo ở lầu trên. Căn nhà rất là rộng rãi và còn rất nhiều chi tiết mà không quay hết lên YouTube được. Quý vị đi xem trực tiếp sẽ cảm nhận thực tế hơn nhé. Đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ tiếp theo lầu trên. Nội thất từ bồn cầu, chậu rửa, gương soi. Tất cả sử dụng nội thất cao cấp hết nhé. Với giá 25 tỷ đồng, chủ nhà rất mong muốn bán trong thời điểm hiện tại vì trong làm ăn không thể nói trước được điều gì. Và đây là phòng ngủ thứ ba lầu trên này. Giường rồi bàn đêm hai bên đầu giường. Hệ thống kệ tivi, phía sau là phòng ủi đồ, bên đây là bàn phấn quý vị nha. Và đây có cái sân thượng phía trước. Bên đây là khu vực phòng thay đồ quý vị này. Phòng thay đồ cũng khá là rộng, nằm kế bên một cái phòng vệ sinh đây. Gương soi cũng được chủ nhà làm mà hợp kim nhôm đúc mạ vàng khá là đẹp luôn. Diện tích ngang 10 sâu 35. Biệt thự hai mặt tiền, tọa lạc phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Với giá 25 tỷ đồng. Cô chú anh chị đang xem kênh YouTube Nhà đẹp 2024, nhà đất Bình Dương. Quý vị xem thêm nhiều sản phẩm trên Zalo mà trên YouTube không đăng hết được, từ những lô đất, những dãy trọ mình không có đăng trên YouTube, quý vị truy cập vào Zalo hoặc là TikTok để xem nhé. Đây là phòng thờ rộng rãi của căn nhà này. Phòng thờ cực kỳ rộng luôn, kết hợp với phòng tập thể dục thể thao được quý vị nhé. Đây quý vị. Trên đây thì mình xem nhanh thôi. Ở đây cũng có cái đèn chùm rất là đẹp ở đây quý vị này. Đây là cái phòng thứ năm mình sử dụng phòng ngủ cho khách. Ở đây thì cũng có gắn máy lạnh luôn nhé, gắn máy lạnh luôn và bàn làm việc. Phòng này cũng có thể dành làm phòng tập thể dục thể thao ở đây quý vị. Phòng này rất là lớn luôn và phía sau sẽ có phòng vệ sinh cũng như là sân thượng sau dành cho cái phòng ngủ thứ năm này. Từ góc nhìn này thì mình có thể hình dung cái phòng này rất là rộng luôn nhé. Đây là sân thượng sau này, sân thượng sau rất là rộng luôn. Từ góc nhìn này thì mình nhìn thấy cái mặt tiền phía sau này. Hồi nãy giờ thì mình đã nhìn thấy mặt tiền trước, rồi là mặt tiền bên hông. Đây là mặt tiền phía sau nhé quý vị. Như một lâu đài luôn. Ở đây thì được chủ nhà đắp vải dòng khá là đẹp luôn. Bên đây là phòng vệ sinh ở lầu trên cùng. Đây quý vị. Video của kênh YouTube Nhà đẹp 2024 đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo. Xin chào.